Cách đây 7 năm về trước, trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đã bất ngờ xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Một chiếc xe đầu kéo đang kéo theo rơ móc đâm thẳng vào đuôi chiếc Innova đang lùi đến nút giao Yên Bình và đã để lại quá nhiều mất mát. Anh Lê Ngọc Hoàng, tài xế lái xe đầu kéo sau bao lần kêu oan thì vẫn phải chịu mức án tù là 4 năm 6 tháng tù giam. Mức án này làm cho dư luận được một phen bất bình bởi chính người lái xe Innova khi đó tham gia giao thông thì đã uống rượu. Còn anh Lê Ngọc Hoàng cũng chỉ là người thụ động gây ra tai nạn. Vụ án này thì gây ra quá nhiều tranh cãi, trải qua 9 phiên sơ thẩm, 4 lần phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm. Hôm nay thì hãy theo dõi lại vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên năm ấy để nhìn nhận lại vụ việc cũng như cảnh tỉnh những tài xế lái xe. Và cũng mừng thay cho anh Hoàng, khi mà trải qua mọi sóng gió oan ức trong cuộc đời, cuộc sống của anh bây giờ đã tìm được bến đỗ của bình yên. Kính mời các bạn cùng đến với gia đình anh hiện tại ở phần cuối của video này. Chuyến xe ăn cưới định mệnh. Vào sáng ngày 19 tháng 11 năm 2016, Ngô Văn Sơn, sinh năm 1978 ở Bắc Ninh, có giấy phép lái xe ô tô hạng B2, hợp đồng chở anh Nguyễn Văn Trường, sinh năm 80 cũng ở Bắc Ninh, và người nhà anh Trường đi ăn cưới tại thành phố Thái Nguyên. 15 giờ cùng ngày thì anh Sơn mới lái ô tô Innova 7 chỗ đón anh Trường và 9 người nhà đi về theo hướng quốc lộ 18 rồi sang cao tốc Hà Nội Thái Nguyên lên thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đón thêm người. Được biết lúc này thì anh Ngô Văn Sơn đang trong tình trạng có men rượu. Khi mà vừa qua lối ra khỏi đường cao tốc thuộc khu vực nút giao Yên Bình, thị xã Phổ Yên thì anh Trường mới bảo anh Sơn đi chậm lại để hỏi đường đi thành phố Sông Công. Lúc này anh Sơn mới bật xi nhan phải, điều khiển ô tô đi vào lề đường ngoài cùng bên phải, ra với hàng rào tôn và mới đi chậm lại. Rồi dừng xe để anh Trường cho một cháu bé bị say xe xuống để nôn. Sau khi cháu bé đã lên xe, Ngô Văn Sơn lùi xe theo hướng Thái Nguyên Hà Nội với mục đích là đi ra nút giao thông Yên Bình. Đúng lúc này thì anh Lê Ngọc Hoàng, sinh năm 1985, quê ở Thái Bình, mới điều khiển ô tô đầu kéo, kéo theo rơ móc đi với tốc độ khoảng 60-65 km/h đến nút giao thông Yên Bình theo hướng Hà Nội Thái Nguyên. Theo lời khai của anh Ngọc Hoàng, khi quan sát phía trước cùng làn đường có chiếc xe Innova do Ngô Văn Sơn điều khiển, cách đầu xe của mình chừng 70m thì có bật đèn báo đỏ. Lê Ngọc Hoàng không phanh xe để giảm tốc mà định vượt lên để tránh xe của Ngô Văn Sơn. Nhưng mà khi nhìn gương chiếu hậu bên trái thấy có xe ben đầu kéo đang đi đến nên Lê Ngọc Hoàng cũng không có chuyển làn được. Khi mà cách xe của anh Ngô Văn Sơn 10m, anh Lê Ngọc Hoàng mới đạp phanh xe và đánh lái về phía bên phải đường. Nhưng do khoảng cách đã quá gần nên đầu xe của Lê Ngọc Hoàng mới đâm vào đuôi xe của Innova, dẫn đến vụ tai nạn đã làm 5 người ra đi vĩnh viễn và nhiều người khác bị thương. Vụ việc thương tâm xảy ra quá đột ngột khiến cho cả Lê Ngọc Hoàng và Ngô Văn Sơn đều hoảng loạn trong lo sợ. Khi mà cảnh sát tiến hành điều tra tỉ mỉ, cho biết là lái xe Ngô Văn Sơn điều khiển khi hơi thở có nồng độ cồn, chở quá số người được phép chở, lùi trên đường cao tốc cấm lùi. Trong khi đó thì Lê Ngọc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo nguy hiểm, biển báo đi chậm lại. Và xe ô tô phía trước cùng làn đường đã có đèn cảnh báo, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc trên. Dư luận dậy sóng. Kết luận điều tra thì cho rằng cả Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng đều phạm tội về lỗi vô ý nên không xác định thủ đoạn, động cơ hay mục đích phạm tội. Mọi việc thì chưa dừng lại ở đây khi mà nhiều ý kiến trái chiều nổ ra. Rất nhiều người kêu oan cho anh Lê Ngọc Hoàng và bản thân anh Hoàng cũng chưa từng nghĩ bản thân đã sai trong cái vụ tai nạn lần này. Bởi vì chính anh cũng hoàn toàn bất ngờ và khó kiểm soát tốc độ khi mà thấy chiếc xe Innova đang đi lùi trên cao tốc. Đến ngày 9 tháng 5 năm 2018, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thị xã Phổ Yên đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Sơn 10 năm tù giam, cáo buộc vi phạm 3 lỗi. Không được lùi xe ở khu vực cấm dừng trên cao tốc, điều khiển ô tô trên đường khi có nồng độ cồn và chở khách vượt quá số người quy định. Trong khi đó, bị cáo Lê Ngọc Hoàng cũng bị phạt 8 năm tù giam, xác định là không giữ tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy đằng trước. Về dân sự thì tòa buộc anh Ngô Văn Sơn bồi thường gần 940 triệu đồng và anh Lê Ngọc Hoàng thì phải bồi thường hơn 450 triệu đồng cho gia đình của các nạn nhân. Bản án này tiếp tục nhận về những ý kiến trái chiều khiến cho tòa xét xử phải hoãn để tiếp tục tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.
Đến ngày 2 tháng 11 năm 2018, trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên mới tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Hoàng 6 năm tù giam và bị cáo Ngô Văn Sơn thì là 9 năm tù. So với bản án sơ thẩm trước đó, bị cáo Lê Ngọc Hoàng đã được giảm án 2 năm, còn Ngô Văn Sơn được giảm 1 năm. Trong phiên phúc thẩm, dù được giảm án tù, nhưng mà dư luận vẫn cho rằng bản án này không có sự công bằng. Theo ý kiến luật sư, việc áp dụng khoảng cách an toàn chỉ dành cho hai xe cùng tiến, nhưng mà trong trường hợp này là một xe tiến, một xe lùi, nên bị cáo Lê Ngọc Hoàng vô tội. Giám định hộp đen cho thấy việc giảm tốc từ 62 km về 0 là nỗ lực đáng ghi nhận của tài xế xe ben Lê Ngọc Hoàng. Bên cạnh đó thì hàng trăm lái xe trên khắp 63 tỉnh thành của cả nước đã gửi đơn kiến nghị về việc chỉ giảm hình phạt từ 8 năm tù ở phiên sơ thẩm xuống 6 năm tù là không đúng quy định của pháp luật, sẽ tạo tiền lệ xấu và tâm lý hoang mang cho những người tham gia giao thông. Đến ngày 5 tháng 11, trước những ý kiến tranh cãi từ dư luận về bản án nêu trên, Tòa án Nhân dân tối cao đã rút hồ sơ và xem xét lại bản án của vụ việc. Phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao khẳng định, ngay sau khi có kết quả, Tòa án Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin tới công chúng. Tuyên án cuối cùng. Kể từ khi biến cố lớn ập đến với gia đình, chị Vũ Thị Thúy là vợ của anh Lê Ngọc Hoàng thì chưa có một đêm ngon giấc. Cứ nằm xuống chị lại thấy văng vẳng câu nói của chồng: anh bị oan, em hãy tìm người minh oan cho anh. Và rồi chị bật dậy, lật dở hồ sơ, vào mạng đọc các bài báo liên quan đến vụ án, tìm kiếm người để tư vấn hỏi han. Nhiều đêm thức trắng viết đơn, để sáng sớm ngày hôm sau lại tất tả gửi con cho ông bà nội ngoại, ra đường bắt xe khách, đi gõ các cửa, gửi đơn cứu chồng. Hứa với chồng là sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà khi bắt tay vào cuộc thì chị Thúy vô cùng bối rối. Lên mạng tìm hiểu, chị may mắn nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ cộng đồng mạng, rồi những lá đơn đã được chị gửi đến các cơ quan chức năng. Tuy vậy, mọi cố gắng đều bị bác bỏ và anh Lê Ngọc Hoàng vẫn phải ngậm ngùi nhận về bản án cuối cùng sau nhiều ngày kêu oan. Tối ngày 14 tháng 2 năm 2020, Tòa án Nhân dân thị xã Phổ Yên tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Hoàng 4 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Cùng tội danh này, bị cáo Sơn lái xe Innova thì lĩnh 9 năm tù. Về dân sự thì tòa buộc hai tài xế bồi thường cho gia đình các bị hại tổng là 1,5 tỷ đồng, trong đó phần của bị cáo Hoàng là 530 triệu đồng. Sau khi chủ tọa dứt lời tuyên án, mẹ của anh Lê Ngọc Hoàng gào khóc và chạy khắp tòa, khiến cho ai cũng phải cảm thấy thương tâm. Trước đó, khi được nói lời sau cùng, anh Lê Ngọc Hoàng đã khóc. Đây là lần thứ tư bị cáo đứng trước tòa. Bị cáo vẫn khẳng định là trong vụ tai nạn mình không có lỗi, mong hội đồng xét xử minh oan cho bị cáo. Bị cáo chịu oan thế này quá đủ rồi. Và thời gian thì cũng thấm thoát thòi được. Sau hơn 4 năm chịu mức án phạt tù từ vụ tai nạn giao thông đi lùi trên đường cao tốc, thì đến sáng ngày 17 tháng 8 năm 2021, anh Lê Ngọc Hoàng đã được ra tù. Người đón anh về nhà là vợ và luật sư tham gia bảo chữa. Cùng với đó là niềm vui của những cánh tài xế xe tải, những người đã từng tham gia viết đơn để kêu oan cho anh Lê Ngọc Hoàng. 7 năm sau vụ án và quán cơm ân tình. Bản thân của anh Hoàng sau khi vướng vào vòng lao lý, ra tù thì anh quyết định giã từ sự nghiệp phô lăng, làm lại cuộc đời. Anh mở một quán cơm với người bạn lâu năm của mình để phục vụ và tri ân những anh em lái xe đã giúp đỡ anh trong vụ án năm xưa và đang tiếp tục ủng hộ anh trên một hành trình mới. Từ đó thì một ngày của anh bắt đầu từ 6 giờ sáng bằng việc đi chợ, lựa chọn cẩn thận những thực phẩm tươi ngon, đa dạng trong thực đơn. Quán cơm bình dân chiều lòng anh em lái xe, nhờ có khu vệ sinh sạch sẽ, tắm rửa nóng lạnh, phòng ngủ thì miễn phí. Cái điều mà không phải quán cơm xe tải nào cũng đáp ứng được. Bên cạnh đó thì anh Hoàng còn dành riêng một không gian nhỏ chuyên kiểm tra lốp cho các phương tiện, sẵn sàng sửa chữa lưu động, cứu hộ 24/7. Do là không đủ chi phí thuê nhiều nhân viên, anh vừa là quản lý, phụ bếp sơ chế, thu ngân, vừa bưng bề, phục vụ gọi món, kiêm trông xe và sửa lốp. Quán cơm này thì cũng là nơi nghỉ chân của những cánh tài xế sau khoảng thời gian lái xe trên đường dài. Tại đây các tài xế nói chuyện với nhau rất gần gũi, vui vẻ như là những người thân trong gia đình. Dù là bước đầu có hướng mưu sinh mới, anh Lê Ngọc Hoàng vẫn còn những cái day dứt ở trong lòng. Đó là khoản nợ khổng lồ sau vụ tai nạn, là việc thăm hỏi gia đình các nạn nhân,
đó cũng là gánh nặng lo cho gia đình và cả hai người con trai. Trong đó thì có một bé bị hỏng gần một bên mắt. Anh có kể, mãn hạn tù thì tôi đến thăm họ, có gia đình thông cảm nhưng mà cũng có người nghĩ khác. Có lẽ nghề lái xe đã từng nuôi sống gia đình anh Lê Ngọc Hoàng, cũng như thỏa mãn được niềm mong ước đi đây đi đó. Nhưng mà cuối cùng nó lại khiến anh vướng vào vòng lao lý. Những ngày tháng sống trong tù cũng là những giây phút anh nhớ về những người thân yêu, là vợ và những đứa con ngoan mong anh trở về. Trong mỗi cuộc nói chuyện với đồng nghiệp, anh đều dặn họ đề cao sự cẩn thận, điều khiển phương tiện chậm rãi và thong thả. Là người từng trải, anh hiểu nghề lái xe thì luôn song hành với những rủi ro nguy hiểm, đánh đổi sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của mình. Câu chuyện thì cũng là lời cảnh tỉnh cho những tài xế lái xe. Hãy thật cẩn thận, bởi chỉ một cái đánh lái sẽ khiến cuộc đời rẽ sang trang mới. Và hơn cả là đừng nên lái xe sau khi uống rượu, bởi sau tay lái là tính mạng của mình và những người thân. Hãy luôn tỉnh táo và cẩn trọng khi tham gia giao thông.